sữa rửa mặt Simple có dùng được cho bà bầu không? Đây chính là câu hỏi mà chị em nào đang mang bầu cũng rất quan tâm. Ở giai đoạn này mình xấu đi nhanh lắm, nhưng lẫn lộn giữa sắc đẹp và sức khỏe của đứa con trong bụng khiến bạn sẽ phân vân nhiều lắm. Nên hay không nên dùng sữa rửa mặt Simple khi bạn đang mang thai sẽ có câu trả lời trong video này nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Nếu bạn đang có bầu, bạn có thể sử dụng sữa rửa mặt Simple để rửa mặt, dưỡng da và chăm sóc cho da mặt. Nhưng bạn nên xem kỹ video này để đảm bảo an toàn cho chính bạn và em bé của bạn nhé. Sữa rửa mặt Simple dùng được cho bà bầu vì những lý do sau. Các thành phần của sữa rửa mặt này đều chiết xuất từ tự nhiên và lành tính nên có thể sử dụng ngay cả khi bạn đang mang bầu. Thành phần trong sữa rửa mặt Simple chủ yếu là làm sạch da, tẩy tế bào chết cũng như loại bỏ các tạp chất bẩn trên da mặt, mà nó cũng không có ảnh hưởng gì đến em bé. Với các thành phần tự nhiên lành tính và an toàn thì nếu bạn đang có mang thai thì vẫn có thể dùng được. Bạn yên tâm sử dụng sữa rửa mặt Simple cho việc làm đẹp trong giai đoạn mang bầu này nhé. Nhưng bạn cần lưu ý thật kỹ những thông tin bên dưới để có thể quyết định nên dùng hay không nhé. Lưu ý đầu tiên quan trọng nhất đó là bạn phải mua được sữa rửa mặt thật chính hãng. Bởi vì sữa rửa mặt thật thì mới đảm bảo được các thành phần trong sữa rửa mặt rõ ràng, an toàn, hiệu quả và hàm lượng các chất ở mức cho phép. Sản phẩm cũng được thử nghiệm và kiểm định một cách nghiêm ngặt trước khi tung ra thị trường. Nếu như bạn đang mang thai mà lỡ mua nhầm phải sữa rửa mặt giả, thì những hóa chất độc hại có trong sữa rửa mặt không có nguồn gốc sẽ gây nguy hại cho da, không những thế còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và em bé nếu bạn lỡ nuốt phải. Thứ hai là lúc mang bầu sẽ có những giai đoạn quan trọng và nhạy cảm. Giai đoạn quan trọng nhất là 3 tháng đầu tiên. Đây là giai đoạn mà ngay cả chính bạn cũng sẽ thấy luôn lo lắng và hồi hộp nhất. Bạn vừa hạnh phúc vui mừng, lại vừa lo lắng và hồi hộp. Ở giai đoạn này hormone thay đổi rất nhiều nên khiến da mặt bạn rất xấu. Chính vì vậy mà bạn cũng sẽ nghĩ ngay đến việc dùng sữa rửa mặt Simple hay mỹ phẩm nào đó để làm cho mình bớt xấu. Nhưng bạn cũng hãy cân nhắc thêm có nên dùng sữa rửa mặt hay không nhé. Để chắc chắn thì bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ và hạn chế việc nuốt phải sữa rửa mặt trong quá trình sử dụng nhé. Nếu khi mang bầu mà công việc không yêu cầu bắt buộc gì, thì bạn nên hạn chế sử dụng tất cả các loại mỹ phẩm. Sữa rửa mặt Simple hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán sữa rửa mặt Simple hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.